khốn đốn vì cắt điện, ngủ trong ô tô, thuê khách sạn qua đêm. Nhiều gia đình khốn đốn trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm bị cắt điện luân phiên. Họ chọn thuê khách sạn chi phí đắt đỏ hoặc ngủ tạm trong ô tô bật điều hòa. Thuê khách sạn ngủ qua đêm. Tối chủ nhật, gia đình anh Minh Hoàng, 28 tuổi ở quận Hà Đông, Hà Nội, đang ăn cơm thì điện đột ngột tắt. Đây là lần thứ hai trong tuần khu chung cư nhà anh bị cắt điện, nghi do quá tải điện đợt cao điểm nắng nóng. Hôm trước, theo thông báo tạm ngừng cung cấp điện toàn khu bị cắt điện từ 7 giờ 30 đến 11 giờ cùng ngày. Chúng tôi chật vật ăn cơm trong bóng tối, nóng hầm hập không chịu nổi, bố tôi phải ra ngoài ban công hóng gió, anh Hoàng nói. Cùng lúc đó quá tải điện gây cháy nhỏ tại hầm B1 chung cư khiến thang máy tạm dừng hoạt động, mọi kế hoạch đi chơi tối cuối tuần của anh bị phá sản. 4 tiếng sau chung cư có điện, ban quản lý khuyến cáo mỗi gia đình chỉ được bật một điều hòa, không sử dụng đồng thời các thiết bị điện công suất lớn, không phơi để đồ dễ cháy gần dàn nóng điều hòa, ngắt các thiết bị điện không cần thiết không sử dụng ra khỏi nguồn điện. Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng điều hòa định kỳ cho căn hộ. Tuân thủ quy định thay vì bật hai điều hòa tại hai phòng ngủ riêng biệt, gia đình anh Hoàng quyết định dùng chung điều hòa tổng tại phòng khách rồi bật quạt công suất lớn để kéo hơi mát vào từng phòng. Dẫu vậy, giấc ngủ chập chờn khiến tôi không thể tỉnh táo sáng đầu tuần, người đàn ông kể. Anh cho biết dù mỗi tháng chung cư đều thu 5 triệu đồng tiền bảo dưỡng và 2 triệu tiền xăng để duy trì máy phát điện, nhưng mỗi lần xảy ra sự cố, thiết bị này đều không hoạt động. Tại quận Hoàng Mai, vợ chồng anh Quốc Trung, 35 tuổi, lo lắng mỗi khi công ty điện lực thông báo lịch tạm ngừng cấp điện phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo hệ thống lưới điện. Trải qua những ngày đầu hè nắng đỉnh điểm, anh thường đưa hai con sinh đôi hơn 2 tuổi đến các trung tâm thương mại, khu vui chơi để tránh nóng. Điều anh lo lắng nhất là tình trạng cắt điện về đêm như năm ngoái, khiến trẻ quấy khóc, không thể ngủ. Chúng tôi đã phải đưa con ra khách sạn ngủ qua đêm, chi phí từ 500.000 đến 1 triệu đồng, anh Trung cho hay. Mỗi lần cắt điện toàn khu vực, người đàn ông đau đầu tìm khách sạn, loại bình dân thì không có máy phát điện, phân khúc cao cấp thì giá cả đắt đỏ, sang quận huyện khác lại tốn kém và vất vả. Ngoài ra, nhiều gia đình có con nhỏ trên địa bàn cũng lũ lượt thuê khách sạn gây nên tình trạng cầu vượt cung không đủ đáp ứng. Theo tổng công ty điện lực Hà Nội EVN Hà Nội, những ngày qua nắng nóng gây gắt kéo dài khiến sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn liên tục tăng cao. Lưới điện phân phối đã xảy ra tình trạng quá tải trong cao điểm mùa nắng nóng do nhu cầu phụ tải tăng đột biến. Thống kê của EVN Hà Nội cho thấy sản lượng tiêu thụ ngày bình quân tháng 5 tính đến ngày 18 tháng 5 là 68.172 triệu kWh, tăng sấp xỉ 10,7% so với tháng 4, 58.336 triệu kWh. Công suất đỉnh PMAS được thiết lập lúc 22 giờ ngày 18 tháng 5 là 4.546 MW, cao nhất trong năm nay. Ngủ tạm trong ô tô bật điều hòa, tình trạng tương tự cũng diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. 8 giờ sáng ngày 16 tháng 5, chị Nguyễn Hương, 34 tuổi, quận 3, bị đánh thức bởi cơn nóng hầm hập do cắt điện. Trước đó, gia đình không nhận được bất kỳ thông báo nào từ công ty điện lực. Kiên nhẫn chờ đến 11 giờ trưa vẫn không có điện, chị buộc lòng bế con nhỏ đang quấy khóc ra quán cà phê có điều hòa tạm lánh. Nhà tôi sử dụng bếp điện nên khi cắt điện không thể nấu nướng, máy bơm nước cũng không hoạt động, chúng tôi phải tiết kiệm từng chậu nước, chị kể. Hàng xóm xung quanh nhà chị cũng rơi vào cảnh đảo lộn sinh hoạt, người vác bàn ghế ra ngoài ngồi, người cứ 10 phút lại dùng khăn ướt lau qua giường chiếu, nên nhà một lần. Đến 14 giờ, bố mẹ thông báo có điện trở lại, chị Hương mới dám đưa con gái về nhà. Theo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh EVN SCMC, chỉ trong chưa đầy một tháng, lượng điện tiêu thụ đã phá kỷ lục 4 lần. Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVN SCMC cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, từ nay đến cuối tháng 5, ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cố gắng đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho khách hàng. Chị Nguyễn Linh, 29 tuổi, ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nhớ lại buổi trưa 20 tháng 5 nắng gắt như lò nung 40 độ con trai 20 tuổi liên tục quấy khóc, không kịp say sở do điện bị cắt đột ngột, chị vội bế con ra ô tô, bật điều hòa ngủ tạm. Đến 15 giờ, vợ chồng chị Linh lái xe xuống thị xã cách nhà 20 km tìm khu vui chơi mát mẻ. Trong khi đó, bố mẹ chị vẫn quyết bám trụ tại nhà, dù liên tục lau sàn nhà nhưng giấc ngủ của họ vẫn không thể trọn vẹn. Tủ lạnh không hoạt động khiến một số thực phẩm nhanh chóng hỏng. Tôi phải mua đá và thùng xốp để dự trữ thịt lợn, gà, cá, chị cho hay. Lo lắng tiếp tục cắt điện luân phiên, mẹ chị Linh đã liên hệ với một người quen cách nhà 20 km. Nếu mất điện, cả gia đình sẽ thuê taxi xuống đó ngủ nhờ. Thời tiết nắng nóng, người lớn chịu đựng được, chứ trẻ nhỏ vật vã rất tội nghiệp. Chị than thở. Anh Nguyễn Nam, 30 tuổi, chủ một cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử online ở quận Hà Đông cho biết, trước thông tin cắt điện luân phiên, nhu cầu mua quạt tích điện, pin dự phòng tăng cao. Những lô quạt tích điện thanh lý giá rẻ được khách hàng săn đón tăng gấp đôi, gấp ba so với trước. Anh Nam nói. Theo anh, mặt hàng được quan tâm hiện nay là dòng quạt tích điện mini, phù hợp mọi lứa tuổi và thuận tiện sử dụng. Dự báo nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn, để tránh quá tải cục bộ gây gián đoạn việc cung cấp điện, Tổng công ty Điện lực Việt Nam khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Người dân nên tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện từ 11 giờ 30 đến 14 giờ 30 và từ 20 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Người tiêu dùng cũng không nên sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ, lưới điện, chạm điện và khu dân cư. Sau lần ôm con chạy nạn, chị Hương đã mạnh tay chi tiền mua một chiếc máy phát điện phòng trường hợp khẩn cấp. Còn anh Quốc Trung nói từ ngày chuyển nhà đất lên trung cư, tình trạng cắt điện giảm hơn trước, song vẫn nơm nớp, dự định mua quạt tích điện sẵn sàng đối phó với mùa hè năm nay. Người dân phải gánh giá điện tăng theo từng năm, nhưng dịch vụ nhận lại thì không tương xứng, người đàn ông chăn trở.